dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nhưng thi công dang dở. Nhà như vậy đập lên nữa cứ để vậy hoài, mỗi lần mưa gió là nước ngập phải tát. Nơi đây đang rất vắng lặng, không có hình ảnh của công nhân thi công và ít ai có thể hình dung được đây lại là hình ảnh của một dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án nghìn tỷ giờ đây trở thành bãi tập kết rác, cỏ mọc tùm, khu rào chắn tạm bợ. Mà đi lại thì con đường nó cũng rất lầy lội. Thưa quý vị, nhiều dự án được đầu tư theo hình thức BT, đầu tư chuyển giao, được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thi công dang dở phải ngưng lại vì vướng mặt bằng, thủ tục thanh toán. Có thể kể đến như dự án đường vành đai 2, dự án đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dù đã được quy hoạch từ năm 2007, nhưng hơn 10 năm nay, dự án đường vành đai 2 vẫn chưa được khép kín với 4 đoạn còn dang dở. Và hiện tại thì Thu Hà đang có mặt tại đường Bình Phú, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thuộc đoạn 3 của dự án này. Như quý vị đang thấy, nơi đây đang rất vắng lặng, không có hình ảnh của công nhân thi công và ít ai có thể hình dung được đây lại là hình ảnh của một dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Đây là những hình ảnh hoang tàn của công trường dự án Vành Đai 2. Đoạn 3 của dự án được tính từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông cầu vượt Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, được triển khai thi công từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Đoạn 3 của dự án được chia thành nhiều khúc. Đây là hình ảnh khúc đang dang dở trên đường Bình Phú, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, rất vắng lặng, không có bóng dáng công nhân thi công. Còn đây là hình ảnh khu vực hẻm 17 đường Cây Keo, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Công trình nghìn tỷ này giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của vũng bùn lầy, cỏ dại mọc tùm, hay thậm chí là bãi tập kết rác. Tuyến đường Vành Đai 2 dài hơn 64 km được kỳ vọng giải quyết ùn tắc, thúc đẩy liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, đây cũng là tiền đề hoàn thiện hạ tầng cho thành phố Thủ Đức, tạo đô thị thông minh, thu hút đầu tư. Còn đối với người dân, mong ước đơn giản nhất chỉ là có một con đường đi lại thuận tiện hơn. Tôi thấy là hồi trước tới giờ thì cái đường đi rất là dễ, mà từ ngày thi công tới giờ thì coi như hôm nay thì 2019 tới nay, 2018 tới nay rồi, nhưng mà bỏ riết tới bữa nay không có làm nữa. Nhà đây, nhà cửa tôi thì đập hết trơn luôn, mà như thế này bây giờ không biết làm sao làm ăn như thế nào nữa. Mà đi lại thì con đường nó cũng rất lầy lội, thì tôi cũng mong sao là các cấp chính quyền địa phương là cứ quan tâm là làm con đường nó càng sớm càng tốt, để cho anh em chúng tôi ở đây thì có điều kiện để mà làm việc cho nó thuận tiện cái công việc làm ăn. Tôi cũng mong muốn là nhà nước sớm làm cái con đường này xong sớm như nào tốt nấy, chứ nhà cửa mỗi lần mưa gió là nước ngập phải tát, nhà như vậy đập hết nữa chứ để vậy hoài sống đỡ vậy thôi, chứ tôi cũng biết nói gì hơn là mong ban lãnh đạo chính quyền các cấp ở trên sớm làm con đường xong đi nó thuận tiện hơn. Đây là hình ảnh tại vòng xoay An Phú, thành phố Thủ Đức, được chúng tôi ghi nhận vào lúc 15 giờ chiều. Dù không phải là giờ cao điểm, nhưng mật độ xe cộ qua lại vô cùng đông đúc. Từng hàng xe dài nối đuôi nhau khiến tình trạng giao thông tại khu vực này vô cùng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã chuyển làn trong cùng cho xe máy và các phương tiện khác tham gia lưu thông, nhưng khu vực này vẫn thường xuyên xảy ra ùn ứ kẹt xe. Chính vì thế, người dân thành phố luôn kỳ vọng tuyến đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sớm hoàn thành để giảm tải tình trạng này. Thưa quý vị, tuyến đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây khi hoàn thành sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc tại nút giao An Phú, thành phố Thủ Đức, thuận tiện cho việc di chuyển của người dân. Theo kế hoạch thì tuyến đường này sẽ hoàn thành vào năm 2019. Thế nhưng đến nay thì tuyến đường vẫn đang được thi công và nhiều hạng mục thì còn dang dở. Đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được khởi công tháng 4 năm 2017 theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng. Dự án dài gần 3,4 km, rộng 20 m, đáp ứng 4 làn xe, xây dựng 3 cầu mới, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Trên tuyến, dự án sẽ xây mới 3 cây cầu gồm Bà Giạc, Mương Kênh và Bà Hiện. Hiện cầu Mương Kênh và Bà Hiện cơ bản đã hoàn thành. Riêng cầu Bà Giạc gần với nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ
có chiều dài 129,5m vẫn đang trong quá trình thi công. Vì chậm tiến độ nên các dự án trên mặt tiền đường song hành bị ảnh hưởng. Công trình trường học, khu đô thị đã được xây dựng nhưng cửa đóng then cài. Tôi ở khu vực này, phương tiện đi lại cái vùng này nếu làm được hoàn thiện thì cái khu vực này rất đẹp và thuận lợi cho những dân đi lại. Hiện nay thì có một tuyến đường là bên cầu bên kia qua đây thôi, còn là phương tiện xe hơi là không qua được. Dù đường này có làm ấy nữa thì trong này các khu cư dân ở đây ấy, là bên này chưa xây dựng được, tất cả trường học ở đây còn bỏ trống ấy, chưa có học sinh học ấy. Nên thì cái việc mà sinh hoạt ấy, của khu này dân các chung cư này rất cần nhà nước thành phố Thủ Đức nên làm thì khu này cho thoáng mát, hai nữa là rất cần để cho thuận tiện đi lại khu vực này. Cùng tránh ngộ, dự án cầu đường Bình Tiên có điểm đầu tuyến tại nút giao đường Bình Tiên với đường Phạm Văn Chí hiện hữu thuộc địa bàn quận 6. Điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Tổng chiều dài tuyến 3.219m với 926,6m cầu và 2.292m đường. Tổng mức đầu tư khoảng 2.607 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Hiện tại, hệ thống giao thông kết nối từ quận 6 và trung tâm thành phố với khu đô thị Nam Sài Gòn, quận 8 và huyện Bình Chánh, chủ yếu tập trung qua cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Nhị Thiên Đường. Các cầu này hiện nay đã quá tải và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Dự án cầu đường Bình Tiên hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông từ trung tâm thành phố với quận 8, huyện Bình Chánh và khu đô thị phía Nam, đồng thời giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trong khu vực, tăng cường liên kết vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Dự án này cũng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại quận 8, huyện Bình Chánh, khu vực phía Nam thành phố và các tỉnh lân cận. Không chỉ riêng dự án đường Vành Đai 2, dự án song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay dự án cầu đường Bình Tiên. Đây là tình trạng chung của nhiều dự án giao thông được thực hiện theo hình thức BT trên địa bàn thành phố sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết 437 và luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được thông qua. Sau nhiều năm vướng mắc vì các quy định của pháp luật liên quan đến hình thức BT, tại nghị quyết thay thế nghị quyết 54, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cho áp dụng trở lại hai hình thức đầu tư này để giải quyết bài toán về nguồn vốn và phát triển hạ tầng giao thông. Nếu những đề xuất này được Quốc hội chấp nhận, thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai bằng cách nào để không đi vào vết xe đổ của các dự án trước đây? Từ đó tận dụng nhiều cơ hội để kêu gọi đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, đẩy mạnh kết nối, liên kết vùng. Mời quý khán giả đón xem kỳ tiếp theo để cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này.